Đăng có muốn cập nhật gì không cho? Đó thì cái cảm nhận về năng lượng nó nhiều chú ạ, nó nhiều lên như thấy ạ. Nhưng hôm nay cháu đang tắm trong năng lượng của nhóm ạ, nóng từ chân nóng lên xong rồi nó rơi rụng từ trên đầu, nó rơi xuống nó nhẹ nhàng, và có những cái này nó rơi nó mát chú ạ, nó rơi xuống thì cháu cứ ngồi đang sướng thế thôi. Nó tràn trề chú ạ, năng lượng nó mạnh lắm ạ. Đấy, hiện tại là như thế ạ. Còn nói cái gì chú? Hôm cháu bảo là cháu cháu nghe mấy cái điều ông Lockerly chia sẻ xong rồi cháu À, cháu cái đấy là không dùng cái, lúc ấy cháu thấy là cháu không dùng cái suy nghĩ để về cái đó. Mà đọc xong cái là cháu muốn khóc luôn, nên nó xúc động luôn, thì nó năng lượng nó dâng luôn chú ạ. Đấy, nó dâng mạnh lên thì cháu có một cái cảm giác là nó muốn bung ra thôi, cái cơ thể mình nó muốn bung ra, nó đang bị dồn nén gì đó nó bung ra, nhưng mà nó vẫn bị một cái, chắc là cái ý niệm của cháu về cái thân ấy nó vẫn là một cái rào cản để nó không bung ra được ạ. Cháu có cảm giác như thế, dụ vẫn còn một cái chỗ này là mình không thể qua cái chỗ này này thì nó không bung ra được, thế là nó kiểu nó không ra được thì nó quay sang nó lướt dãi lướt giếc gì gào thét đủ kiểu luôn, kiểu không ra được chắc là quay sang cái đó thì nó thảm, nhìn không thảm thì cháu nghĩ là cái bản ngã nó phản ứng đấy, và nó phản ứng nó nôn ra 4 5 lần nữa, nó khạc 4 5 lần mà nó hét to lắm, nó phản ứng. Thì cái đấy là cái cũng giống cái trải nghiệm của cháu, là dạo này cháu cảm nhận được năng lượng nhiều hơn, tức là mọi khi là mình đọc cái câu đó. Nhưng mà đây hình như là mình không có cái suy nghĩ trong cái câu đó, không có phân tích trong cái câu đó, mà nó tự nó nhận luôn cái cảm xúc luôn nữa. Giống như vừa rồi vào nhóm ấy ạ, vào cái là cháu nóng ran từ chân lên luôn, nó lấy nó cứ từ thế thôi. Thế mới biết là vẫn còn nhiều khổ đau nữa. Có bạn chia sẻ với chủ là không có muốn cái ảnh hưởng đó, không muốn năng lượng đó, không có muốn sự khuấy động đó. giống như À là mình giống như mình là một tế bào lơ lửng cái không trung, mình không có dính gì. Các bạn tưởng tượng đi, có tế bào nào mà có thể sống sót được không nếu mà nó lơ lửng không khí vậy đó, không có dính tới cơ thể. Nhưng mà trong đầu mình nghĩ tôi không muốn dính ra hết, không muốn dính cái gì hết đó. Đó là cái tâm trí nó nghĩ như vậy. cái năng lượng lúc nãy của con nó đi đi nó đi thẳng lên đỉnh đầu chưa, như nó ra ở trên đỉnh đầu ạ. Nó không phải là nhận, ngày xưa con ngồi thiền này nó nhận về nhận xuống ạ, chứ như hôm nay nó đi lên chú ạ. Cái sự đồng hóa với cơ thể đó gọi là thân kiện đấy, đâu phải gọi là thân kiện, nó sâu nặng lắm mà cháu. Cháu nhìn cái kiện đi, ở trong mình đó nó có cái idea, nó có cái ý nghĩ đó, cơ thể này đó không có dính tới môi trường, nó là một cái gì nó độc lập, không cần đến xung quanh, không cần đến cái gì hết đó. Thì cái tôi cũng vậy cháu, tôi cũng vậy đó, tôi là độc lập, tôi không có dính gì mọi người hết đó. Tôi không dính gì thế giới hết đó.
Tao nhìn cho kỹ đi, trong cái thân kiển, trong cái này, cái thân là của tôi đó, thân là của tôi, nó có cái ý nghĩa như vậy đó. Tôi độc lập với môi trường, tôi tách biệt với môi trường, thì cái tôi cũng vậy, là về tâm lý thôi. Cái thân kiển là về vật lý, còn cái tôi là về tâm lý. Tôi cũng tôi cái tôi cái tôi tâm bản ngã đó là tâm lý. Tôi không có gì đến thế giới, tôi độc lập, tôi là tách biệt với thế giới. Nhìn cho kỹ nó có cái đó đó. Làm sao mà cơ thể nó có thể sống được mà nếu không có thức ăn, chứ không có không khí, không có tứ đài. Nhưng mà trong trong cái vô thức của nó nghĩ như vậy đó. Cơ thể này là của tôi sở hữu cơ thể này, đó, nó có chủ thể này. Có tác giả, tôi là sở hữu cơ thể này, có tài sản là cơ thể, và tôi là cái người chủ cơ thể này. Đó, thân kiến đó. Phải thấy được cái đó mới thấy là nó dốt, vô minh, ignorant, vô minh. Không, nó mà lên dưới dạng cảm xúc trong đầu nó như thế thì đỡ chứ ạ. Bây giờ mà tìm thì tìm sao chú, nếu mà tìm thì có mà mấy kiếp nữa không tìm được chú ạ, có nghĩ nó nhiều lắm ạ. Không thì mình chỉ có thể thực hành với những gì nó biểu hiện thôi. Và nó nhiều lắm. Thì lúc mà nó đồng hóa với cơ thể đó, lúc đó nó theo thực hành, Vâng. có cái niềm tin nó ra đó, nói tôi là cơ thể này, không thể tại cho nó bung đi được, không thể cho nó không có thể buông được cái tôi là cơ thể này, là Cậu một nghĩ cái ý. phải choang một cái chứ còn nếu mà xử hết cái tôi 100% chắc nhiều kiếp lắm chú ạ. Nghĩ gì xa xôi về cháu, Nó nó nghĩ xa xôi về cái gì nó trải tới mình nghiệm tự của nghĩ cháu thôi. thì cháu thấy là nó cứ lên, nó lên đủ trò đủ chiêu thế mà. Biết bao giờ cho hết, Nhưng mà biết bao giờ mới hết là mình đã phóng tâm về tương lai rồi, cứ đúng kệ nó thôi nhưng mà ý nó quá nhiều. thì đúng, nhưng mà đó là cái chuyện mình suy nghĩ rồi, Lên thì mình nhận thôi mà. thì đó cái nào lên mình xử lý cái đó thôi, đâu Vâng. nghĩ gì xa xôi chi. Vâng, xa nản đấy ạ, mấy kiếp rồi chú ạ. Thì mình nghĩ, bắt đầu mình nghĩ là mình phóng tâm ra đó. Mình vẽ ra một cái viễn cảnh về tương lai, và mình nghĩ nó phải làm từng cái một, từng cái một, từng cái một, cái hiểu không? Nó đâu nó rẻ đấy mà. Chào. Vâng. Cái này chưa thấy dược đông. Dạ con đây chú, tại nay con không có laptop nên con cứ làm biếng sao á. Cái điện thoại của con nó bị vỡ, nó nát cái màn hình và nó sọc lưng ra. Vậy Dạ. Nó cấm hồi con nãy cho mà em con mượn học mà. Dạ. chú nghĩ là hôm nay chắc chưa phải sao điện thoại, nhưng mà cuối cùng nó cũng chú dùng cái hotspot trong điện thoại đó, nó gắn vào cái máy laptop này. Dạ. Tối hôm qua chắc trời mưa sao internet nó bị hư rồi, bị... Dạ con không biết cho con hỏi cái này chú, dạo này mọi người có bị cái chứng mà giống như là ở bên trong nó tự nó chiến đấu cái gì ở trong mà không biết nó đang chiến đấu về cái gì, nó không có cái gì khởi lên á nhưng mà nó cứ chiến đấu ở bên trong á, từ trong tâm trí nó chiến đấu gì bên trong mà cháu không biết nó chiến đấu về cái gì, nó không có cảnh để khởi lên nhưng mà nó cứ chiến đấu ở trong, nó vẫn khởi lên tham sân si mà ở ngoại cảnh thì nó không có tác động, không có cái ngoại cảnh nào tác động, nó chỉ là nó đấu tranh gì đó ở bên trong, nó tự đấu tranh đó. Làm cho mệt bữa giờ luôn á, chắc phải là khoảng được một tuần đó chút.
cháu làm hết cách rồi, chỉ còn cách là chấp nhận thôi. Cháu cũng đã thiền và định nhưng mà nó không có giúp mình, nó không giúp mình thoát khỏi cái trạng thái đó. Giống như cái tâm cháu cũng muốn thoát khỏi cái trạng thái đó, cháu biết rõ là cháu rất là muốn thoát khỏi cái trạng thái mà nó cứ quẩn 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 ở trong đầu, nó nhiều kinh khủng lắm mà không thoát ra được. Cái phải chấp nhận hơn, ngay cả cái trạng thái mà khi mình đã chấp nhận rồi thì nó vẫn vậy, nó vẫn vậy, nhưng mà có cái là nó không, nó không khỏe hơn. Cháu không biết có mình cháu bị hay là mình cháu bị hay không, cháu hỏi cũng chú ạ. Chủ nghĩ nó là một cái nó là những cái năng lượng cũ ở trong cái tiềm thức của mình, nó đang được thanh lọc. Nhiều khi nó không có câu chuyện, nó chỉ là năng lượng thôi. Tại vì câu chuyện thì có khi nó mất cái manh mối rồi. Nhưng mà nó là ở cái dạng năng lượng ở trong. Thì cháu chỉ có thể quan sát nó, có mặt bên nó. Nếu mà rồi cháu có thể quay ngược lại, thay vì mình nhìn cái đối tượng đó thì mình lại nhìn vào trong cái bản chất của mình, quay vào bên trong. Mà nếu mà không, nó có mạnh, nó có mạnh mẽ đó thì có thể là mình cần phải có mặt với cái này, chỉ là có mặt thôi. Dạ nó mạnh, giống như là nó chỉ mạnh lúc cháu sinh hoạt hàng ngày thôi, chứ mà cháu mà khi mà ngồi xuống là cháu quan sát một hồi nó lặng thinh à, lặng thinh lại. Nhưng mà không lẽ ngồi cả ngày thì mình không có làm việc được á, nên cháu cũng đang giống như là không biết phải làm sao để cho thoát khỏi trạng thái này. Nhưng mà khi mà muốn thoát khỏi là cũng là cái bản ngã rồi, nên hiện tại thì cháu cũng chưa biết cách nào cả. Thì cái ý, cái bản ngã tự nhiên nó phải là nó không muốn cái đó, không muốn cái bất an, không muốn căng thẳng đó. Thì cái đó phản tự nhiên của cái tâm trí là như vậy, nó muốn cái yên tĩnh kia đó. Nó có cái thích và không thích, thì đó là những cái sâu của cháu, những cái phần sâu ở trong mình mà bây giờ cháu phải thực hành đó. Tức là nó muốn cái trạng thái nào khác chứ nó không muốn cái trạng thái này. Dạ đúng rồi, cháu đang bị đó, nó không muốn cái trạng thái này, nó đang Đúng muốn rồi. cái trạng thái là yên tĩnh, thanh tịnh giống như trước đó. Dạ. Đó. Tức là cái này là cái lần cái tầng gọi thích và không thích đó cháu. Tức là phân biệt, đó là phân biệt. Nhưng mà giống như dạo này là cháu giống như nó khó hơn trước khá là nhiều chút, nó làm cháu mất thời gian nhiều hơn mấy những lần trước. Cháu thấy là cháu vẫn chưa tỏ ra được tại sao mình bị như thế này, với lại là cái nhận biết của cháu nó đã đủ tự nhiên chưa, hay là nó còn cái gì đó nó hơi, nó giống như là một cái nút bật đó chú à, nó phải bật lên chứ không phải là nó là thường hằng. Cháu nghĩ là nó có một, có cái gì đó nó cần phải buông nhẹ ở trong cái nhận biết đó, để cho cái nhận biết nó trở về đúng với bản chất của nó tự nhiên hơn. Lúc đầu là mình thực hành thì mình chắc chắn là phải dùng tâm trí rồi, mà dạo này là cháu thấy cái sự căng hơi nhẹ nhẹ của cái sự mà thực hành á, cháu cũng đang coi thử là chiêm nghiệm thử, quan sát thử nó đang là cái gì mà nó khiến cháu hơi căng. Nó căng nhưng mà nó hơi hơi nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không có phải là dùng tâm trí để ấy, nhưng mà nó ở một cái phương diện nào đó nó vi tế hơn, nên cháu cũng chưa rõ nữa. Có những cái khoảnh khắc á, ngắn 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 à, cái này là nhận biết tự nhiên nè, nhưng mà không 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 có biết tại sao là nó diễn ra như vậy. Nó diễn ra rất là nhiều lần hàng ngày nhưng mà vẫn chưa có thấy được rõ được nó là tại sao nó tự nhiên. Có lúc nó tự nhiên, còn có lúc nó giống như nó hơi gồng. Thì cái phần mình gọi là cái phần người thực hành đó chắc đó. Thiền giả đó, người thực hành đó. Là đó là cái mà mình huấn tập đó chắc. Thì lúc mình mới đi vào đường tâm linh đó thì phải có mình là thực hành chứ đúng không, phải có người thực hành, phải có Lưu Dịch Đông đi tìm đi kiếm đấy, phải là có Lưu Dịch Đông ngồi thiền. Thì chú nghĩ cái đó là
Cái đó là cái bây giờ cháu phải giống như phải thực hành cái đó vậy đấy. Nhưng mà đại khái là mình nói là nói thành ngôn ngữ vậy thôi. Muốn thực hành với cái đó là không làm gì cả đó, thì vậy đó. Thế còn lúc Đúng lên đấy, đó, người thực hành đúng lên đó, đúng. cái sự căng thẳng nhẹ nhẹ đó, đó. Thì cái mà cái sự căng thẳng nhẹ nhẹ đó mà cháu nhìn đó đó thì tôi thấy đúng rồi, nó là cái ý muốn thực hành, cái người thực hành đó, cái năng lượng đó đó, cái thói quen đó đó. Thì mình nói người thực hành thì mình nói thành chữ vậy thôi, nó là cái thói quen, cháu hiểu, nó là thực hành thôi, nó không có người thực hành thực sự như vậy, nhưng mà nó quen như vậy, quen như vậy đó. Thành ra là cái đó là bây giờ cái cháu phải thực hành những cái lời tầng sâu hơn như vậy đó, vi tế hơn như vậy đó. Tại vì lúc mà nó căng, cái hơi căng cái là cháu nhận ra, thì đó lúc đó lúc cái từ cái nhận thức tự nhiên, cái sự nhận biết tự nhiên, cái cháu nó nhận ra căng thẳng đó đúng không, mà nó tự động thôi, giống Cháu cái mặt tôm đó. giống như nó chỉ cần gợn lên một cái là cháu thấy liền, nhưng mà cháu không biết làm sao để buông cái đó ra. Nó cứ giống như là giống như cái thói quen mà mình cứ chùi cái tay lên mặt vậy nè, cứ vuốt 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 cái tay lên mặt của cháu vậy á. Nó giống như cái thói quen nhẹ, lâu 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 cái tự nhiên nó bật lên, cái tự nhiên mình biết nó đang bật lên, nó làm mình căng nhẹ, mình buông ra. Nhưng mà nó căng một hồi cái tự nhiên mình quên đi, cái tự nhiên nó lại trở lại bình thường, nó cứ dậy 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 liên tục. Nó giống như là để cháu thấy rõ vấn đề gì đó, nhưng mà tới giờ cháu chỉ thấy được vậy thôi. Thì chú nghĩ là tại vì cháu vẫn muốn tìm một cái gì Dạ, đó. giải thích À, cũng cái cũng muốn từ tìm trong đó mình là đó là cái vi tế đó, đó là cái mà nó vẫn thực hành đó, nó vẫn muốn một cái gì đó, nó muốn là trong trường hợp này đó, nó muốn cái sự biết nó phải tự nhiên mà nó biểu hiện đi đó. Tại sao phải có cái sự căng thẳng đó, tất cả những cái đó cho tao đó, đó đó là cái phần vi tế đó của cái người thực hành, của cái năng lượng thói quen thực hành ở trong mình. Và nó muốn là cái có một có sự muốn ở đây, là muốn cái sự nhận biết tự nhiên bị hiện đi đó. Đó là vẫn là một cái muốn. Thì cứ biết vậy thôi cháu, lúc nào à nó căng này, nó căng này à nó hết rồi, nó hết rồi, người ta không có cầu cái gì cả, không muốn cái gì cả, không có muốn chọn cái này bỏ cái kia. bữa giờ chú nói đúng á, chú cũng cứ chọn này bỏ cái kia mà cứ chọn cứ chọn 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 nên nó cứ căng hoài luôn, lặp đi lặp thì lại chứ thì cháu cái quá trình lặp đi lặp lại đó chính là cái mình có thấy không thôi chẳng. yeah. Đó. Tại vì những cái này là những cái tầng vi tế cho ha, của cái tâm của mình, những thói quen, những cái năng lượng khổ cũ mà bây giờ nó cũng biết là cái chuyện gì, nó chỉ là căng vậy thôi, và nó ra lúc mình đang bận rồi đó, chú có vậy đó, chú bực vô cùng lúc mà mình bận rồi làm cái gì nó ra, mà lúc mình Dạ đúng bận rồi. không có, mình không có thể, cháu hiểu, mình đang bận làm mà không là mình bận làm thì mình nhắm mắt mình ngồi ngồi thiền Cả à, sợ đâu có tuần được, à, sợ đâu có cả được. dạ đúng rồi, tuần nay cháu bị dính vô cái thiền định đó chú. Cháu thiền xong cháu định được á, bắt đầu chú cứ ngồi, nhưng mà nó cứ sinh hoạt hàng ngày là bắt đầu nó cứ 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 lại vậy, nó cứ vấn đề nó cứ lặp đi lặp lại. Có nghĩa là cái thiền định nó không giúp được, nó chỉ giúp là giống như là mình định tâm cái thời điểm hiện tại ở đây thôi, chứ nó không có giúp mình mà thoát khỏi cái gì cả. Nên dạo này cháu không có thiền định nữa, dạng như tự nhiên không bữa hầu giờ cháu thiền không có định được, cái tự nhiên có mấy bữa nay là tự nhiên cứ thiền là định được, thiền là định được, giống như tập võ giỏi rồi, bây giờ tự nhiên là cứ ngồi xuống nó tự nó định. Nhưng mà định thì mình sinh hoạt hàng ngày nó làm mình khổ hoài à, nó cứ quẩn đi quẩn lại những cái câu chuyện đó thôi. Nên cháu đang 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 bớt thiền lại để có thử là cái tâm mình nó có rõ sáng lúc mà mình không có cần phải làm gì đâu. Giống như thầy Viên Minh nó nói là thiền định với thiền tuệ là hai cái khác nhau đó chú. Thiền đã định với thiền đã tuệ, có tuệ giác thì phải. Đúng rồi, đúng rồi. Thì thiền định có thể bị kẹt vào cái định, cho hiện thích cái định Dạ đúng rồi, đó. Trong cái nó thiền dính tuệ, vào cái là cái nhận ra tất cả những cái bất định đó, những cái không định đó. Và nó không có ý kiến gì cả, cho hiện nó là sao cũng được đó, đó là cái chỗ khó đó. Nhưng mà tại vì mình vẫn còn chọn, vẫn thích cái này không thích cái kia, thích định không thích không định, không thích không định thích thanh tịnh chứ không có đó, suy đó nghĩ. Dạ đó 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 đó
thì nó vẫn kẹt vào cái đó đấy cháu, thì những cái đó nó vi tế hơn, khó thấy hơn. Các bạn nào muốn muốn đóng góp vào cái chỗ này không? Các bạn ở trong nhóm muốn đóng góp vào cái chỗ này không? Chỗ đồng lưng chia sẻ. Chú mời Tín. Dạ, cháu chào chú. Cháu Chào Tín. chào. Dạ. Có vấn đề của bạn Đông. Cháu nghĩ là nó là tất yếu nè, nó là đương nhiên thôi. Những cái mà mình lên như vậy nó đơn giản là cái nó là cái kết quả cái những cái hoạt động trong hàng ngày của mình thôi. Thì nếu như mà bạn muốn trải nghiệm cái gọi là cái sự những cái sự định đó, thì mình nghĩ là bạn có thể tìm hiểu thêm về giới. Giới là một công cụ để quản lý cái nghiệp. Thì nếu như mà bạn muốn quản lý cái nghiệp để có sự sự định, có những cái sự thấy biết thường xuyên, thì bạn tìm hiểu về bạn bạn hiểu được cái ý nghĩa của giới, thì bạn sẽ thấy được là cái nguyên nhân cái việc mà nó cứ lặp đi lặp lại. Khi mình có giới thì mình sẽ quản lý, thì cái nghiệp nó sẽ lên, mình thấy được, biết được cái nguồn gốc của cái lên. Thì lúc đó mình sẽ có sự lựa chọn, lúc đó mình sẽ có sự lựa sẽ chọn được là mình sẽ chọn được là mình muốn thật sự muốn trải nghiệm sâu vào cái chiều sâu của sự nhận biết, hay là mình chọn để trải nghiệm của cái thế giới vật chất, của cái nhị nguyên hàng ngày. Nếu như mà mình muốn muốn mà đi sâu vào cái sự nhận biết đó, thì đôi lúc có thể có khi là mình buộc phải lựa chọn là mình bỏ bớt đi những cái trải nghiệm sống. Đó là một phần, đó là một cái khía cạnh, đó là mình bỏ đi một số cái trải nghiệm đó, đạt được cái trải nghiệm khác. Đó là góc nhìn của cháu. Giữ ý đây là cháu nói về cái giữ gì cháu? Những giới luật Dạ, ở bên 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 bên, bên giới luật là cái gì cháu, chỉ nói là cái gì? giới nếu mà nói rộng ra tức là mình xem lại cái hoạt động sinh sống hàng ngày trong ngày của mình á, việc mình làm, cái điều mình nói, cái điều mình suy nghĩ hàng ngày á, chính những cái đó nó sẽ
kích hoạt lên những cái kết quả phía sau là những cái đi lên từ bên trong của mình. Thì mình xem, mình điều chỉnh lại cái cuộc sống hàng ngày của mình, cái sinh hoạt của mình, cái nếp sinh hoạt của mình. Và giới bản chất của giới cũng là vậy, tức là cái cách mình sinh hoạt, sống, mình suy nghĩ mình. Thì giới nó nhiều khi nó không 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 gói gọn trong mấy cái giới trong đạo Phật. Mình nhìn thấy rõ, mình hiểu rộng ra, tức là cái khuôn mẫu, cái cách mình sống, cái cách mình hành động, cái cách mình sinh hoạt trong mỗi Dạ ngày em hiểu. Dạ em hiểu sẽ anh. tạo nên. À, em hiểu phải không? Rồi em hiểu. Dạ. Đúng rồi. Hay anh, hay hay anh nói đúng á, đúng 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 chính xác á. Cái em mới vừa nhận ra khi anh nói á là những lúc mà một ngày em thanh tịnh là hầu như là nó có một sự lựa chọn là lao vào đời, hoặc là giống như là mình giống như mình làm công việc á, mình làm công việc, ví dụ em đi dạy đi, thì công việc em thành người thầy, thì lúc đó em giống như là em bị lúc mà em làm thầy đó thì em không có quan sát được chính em, nên cái việc mà em bị lao đầu về cái đó nó hơi nhiều. Mà khi mà em ở nhà nguyên một ngày á, thì nguyên cái ngày đó em thanh tịnh. Nếu mà em ở nhà mà không phải làm gì đó là nguyên cái ngày đó em thanh tịnh, em rõ luôn luôn, em dễ quan sát lắm. Còn ví dụ em lao luôn ra ngoài để em tìm kiếm cái thứ gì đó thì sau hôm đó là bắt đầu cái những cái ở bên trong bắt đầu nó nổi lên, nổi lên, nổi lên liên tục liên tục liên tục, có phải vậy không anh? Đúng rồi, đúng rồi, chính đó, chính xác là cái chỗ đó đó. Thì bạn phải lựa chọn thôi, nếu mà bạn muốn đi vào chiều sâu của tâm linh thì bạn buộc bạn phải bỏ đi cái lựa chọn trải nghiệm. Nó nhiều khi nó chỉ là tạm thời thôi, để bạn khai thác hết được cái chiều sâu của tâm linh. Khi bạn khai thác được đủ chiều sâu của tâm linh rồi, lúc đó bạn sẽ tự do, bạn sẽ chọn tiếp là bạn muốn thực sự muốn trải nghiệm, trải nghiệm được hết. Còn nếu mà thực sự bây giờ bạn muốn khao khát trải nghiệm chiều sâu tâm linh thì bạn buộc phải bỏ bớt trải nghiệm của thế giới, không còn cách nào khác hơn. Đó là ý nghĩa của giới, có giới thì mới có định được, có giới thì không có được. Bạn có thể nhìn vào một tấm gương rất là rõ là thầy Minh Tuệ giữ giới rất là tốt, và điều đó nó mang lại một cái năng lực rất là mạnh. Thì mà hầu như là thông thường thì chỉ có cách là giữ giới thôi, còn sẽ có một số trường hợp đặc biệt là giống như là cái thiên phú người ta có cái định lực sẵn rất là mạnh, hoặc là trí tuệ sẵn, nhưng mà cái con đường đi phổ biến chung là nhìn thấy được cái nhân quả và mình để quản lý được cái nhân quả, thì còn cách nào khác được nữa. Giới tức là những cái gì mình làm, hành động trong ngày ấy, bạn buộc phải bỏ đi những cái lựa sống thôi, bỏ bớt một số cái trải nghiệm để mình đạt được cái trải nghiệm về chiều sâu. Thì từ từ mình, cái đó hoàn toàn mình nghĩ là bạn hiểu và bạn bạn biết được là bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn, và vấn đề là bạn vẫn còn nhiều lúc là cái vòng 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 cuộc sống nó vẫn còn cuốn mình đi, mình chưa thực sự là chọn, giống như là mình chưa thực sự là thoát ra được khỏi cái vòng xoay đó. Thì bạn cứ cứ ngẫm về cái đó sâu hơn đi, rồi từ từ rồi bạn sẽ có được cái quyết định. Chính chính bản thân bạn mới biết được là mình muốn chọn cái gì. Đúng như anh nói á, nó đang lững lững ở giữa anh. Cái nào cũng muốn á, cái nào cũng muốn á, nên nó hơi hỗn loạn. Không sao, không sao, cái đó là đương nhiên hơn. Mà điều tốt là bạn thấy được điều đó là tốt rồi. Quan trọng là bạn thấy được điều đó là tốt rồi, tự nhiên là mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Chữ mời Thanh Tuyền, chẳng muốn nói gì. Chắc bật bật mic lên trước. Dạ em chào anh ạ. Rồi. Dạ à, nha. Cái vấn đề chỗ đông á thì em cũng bị, tức là em cũng cũng có cái kiểu mà tự nhiên nó trào lên, nó thấy khó chịu mà mình không biết là lý do tại sao.
mình không ở bên ngoài ngoại cảnh cũng không có cái gì hết mà tự nhiên rồi mình thấy trào lan. Thì sau thời gian mà em kiểu như cũng quan sát á, rồi đây là cái trải nghiệm của em thôi, cho nên là khi mà em chia sẻ với mọi người thì nói chung là em cũng không biết nói không biết nói đầu đuôi sao, nhưng mà đại khái là khi mà em có và mọi người nghe rõ mà Nghe rõ. khi mà em thực tập á thì nó có hai cái việc. Thứ nhất là nhận biết, tức là thường xuyên nhận biết, khi mà được anh hướng dẫn và thì thường xuyên nhận biết, với lại một cái nữa là buông để cho nó rỗng rang. Thì lúc đó em không có hai cái phần này, em không khớp vào được tại sao phải lúc nào mình cũng phải nhận biết rồi rồi tại sao lại là rỗng rang, tức là hai cái này không khớp. Nhưng mà khi mà em thực tập nhận biết liên tục và lúc nào cũng như vậy thì nó hình như là bây giờ em cũng ở trạng thái là nhận biết luôn luôn rồi, tức là cái gì diễn ra thì trong ngoài thì mình cũng biết và mình nhìn thấy được cái ảo và cái thực. Tức là khi mà mình nhận biết liên tục như vậy thì đã nhìn thấy được cái ảo và cái thực, tức là cái ảo là những cái mà mình trong người mình cái suy nghĩ, nói chung là phán xét cái này kia, là mình vẽ vời đó đó. Thì khi mà nhận biết liên tục thì em đã thấy ra được cái thật và cái ảo, và em không là em buông luôn. Có bây giờ nhận kiểu gì em cũng buông luôn, kiểu gì xảy ra em cũng chấp nhận và buông, chấp nhận và buông. Cho nên là trường hợp của Đông là em cũng bị rồi, tức là em cũng tìm hiểu là không hiểu lý do tại sao là mình không có vấn đề gì hết mà nó lại trồi lên những cái khó chịu trong người mình đó. Thì bây giờ em cũng nhận biết nó và em buông luôn, em không cần biết nó là, tức là buông luôn cái suy nghĩ là nó là gì vậy, tức là buông luôn cái muốn mong muốn biết nó là gì đó. Cho nên là đối với em bây giờ đó là những gì mà nó mình thấy thì mình buông liền và vô luôn cái chỗ rỗng rang luôn, tức là làm bây giờ không cần phải tìm hiểu nó là cái gì nữa, bởi vì mình đã nhìn thấy cái ảo rồi, mình đã nhìn thấy nó là cái không có thật rồi. Cho nên là cái nghiệp hay là cái gì gì trong người mình nó trồi lên gì đó thì tất cả mọi thứ đó nó chỉ làm cho mình mà thôi. Cho nên mình thấy được cái vấn đề đó nó không phải là cái mà để cho mình bình an, không, nói chung nó gây cho mình nhiều cái mình suy nghĩ lăn tăn gì, nó lại mệt đi, cho nên em buông luôn đó. Thì bây giờ là đối với trường hợp như Đông á là em đã trải nghiệm qua và em đã buông luôn rồi, trở về luôn cái chỗ rỗng rang luôn đó. Là cái đó là cái phần của Đông, thì em có cái trải nghiệm như vậy á. Hay lắm. Cái điều tỉnh nói đó hả? Là trong mình đó, nó có cái ước muốn trải nghiệm, tức là mình vẫn muốn trải nghiệm thế giới này, tức là, và cái đó rất là mạnh. Mình có nhận ra không? Nhận ra cái đó đó, tại vì chính cái đó là cái mà nó quyết định. Là cái mình chọn cái nào. Thì có khi đó mình vẫn muốn biết tại sao nó bị như vậy, tại sao thế này, tại sao thế kia. Như như là Thanh Tuyền nói đó, đủ rồi, đủ cái chuyện tại sao rồi, không cần biết muốn tại sao nữa. kiểu như là đã thấm rồi đó, tại tại sao thì nó là vậy thôi chứ tại sao gì nữa. Kiểu kiểu vậy đó. Thì nó cần cần có đủ trải nghiệm những cái đó để biết là cái gì mình thấy là buông được, đúng không? Thấy là buông, tại vì thấy ở đây đó, nó là thấy cái hình tượng, ý nghĩ, cảm xúc, năng lượng, tất cả cái gì mà thấy đó là mình buông được, tại vì nó không phải là cái, nó là không phải một cái gì, nó chân thật. Thì cái đó nó cần trải nghiệm đủ để mà làm được như vậy. Không phải ai cũng làm được đâu. Mình đang muốn trải nghiệm mà đó, phải nhận ra cái đó, mình đã muốn trải nghiệm thế giới này. Mình muốn xem phim, mình vẫn muốn bi kịch, mình vẫn muốn lên xuống, mình vẫn muốn trải nghiệm về chuyện ăn uống, về chuyện ảnh dục, về chuyện này chuyện nào. Có, mình phải nhận ra là mình muốn cái đó đó, chứ không phải là mình muốn tỉnh thức đâu.
Dạ. Ý là ban đầu mà nghe mà buông đi, buông đi, buông tận cùng đi, mình không biết tại sao lại buông tận cùng. Tức là mình phải 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 biết ra, mình phải đủ đủ, là khi mình nhận biết ra, mình đủ là cái nhận biết đó nó mình thấy hết mọi thứ nó đều không là thật. Tức là mọi thứ, ví dụ như trời mưa đi, trời mưa thì trời mưa chứ là nước trên trời rớt xuống, chứ trời mưa sao mà buồn, trời mưa sao mà vui. Tức là mình đưa những cái ý của mình vào đó, thì những cái ý đó là những cái không có thật. Cho nên mọi thứ là nó, cái suy nghĩ của mình nó không có thật gì lắm. Ngay cả cái chuyện mà ủa tại sao mình lại bị như vậy, tại sao mình tự nhiên mình có cảm xúc kỳ vậy này kia, thì kệ nó chứ, nó có thì nó có, thì buông thôi. Rồi kể mà tỉ nói về cái dậy đó hả, Dạ. lúc mình mới nghe dậy đó mình nghĩ nó bỏ buộc quá phải không, Dạ. nó ràng mình lại đó. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rằng đó nó chỉ có hành động thôi, nó không có một con người bị ràng buộc. Cái mình thấy ràng buộc chính là cái tôi của mình đó, nó không muốn, không bị ràng buộc. Lúc mình nhận ra đó phải có giới, phải có cái khuôn để cho mình xử lý những cái hành động của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái ý nghĩ của mình, thì mình mới có thể thực hành được, mình mới có thể quản lý cái thân khẩu ý của mình được. Dạ. Hay lắm, cảm ơn anh Tuyền, cảm ơn Dạ. chị Đức, Lưu Việt Đông. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình ngưng buổi Q&A ở đây.